Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị, các bạn đến với kênh Sức khỏe đời sống HIT3. Thì trong cái video ngày hôm nay, kênh Sức khỏe đời sống xin được chia sẻ đến quý cô bác anh chị, các bạn một cái bài thuốc, một cái mẹo rất là đơn giản, rất là hay, rất là hữu hiệu ngay tại nhà để chữa trị bệnh mất ngủ. Như quý cô bác anh chị các bạn có thể biết rằng là với những người có thể ngủ bao nhiêu vẫn chưa thấy là đủ, nhưng có những người đặt lưng mãi mà chẳng ngủ được. Vậy thì làm thế nào để cho những người đó có thể ngủ được? Và ngày hôm nay kênh Sức khỏe đời sống xin được chia sẻ đến quý cô bác anh chị các bạn một cái bài thuốc, một cái mẹo rất là đơn giản từ củ hành tây để chữa trị bệnh mất ngủ. Thì ngay bây giờ xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi video. Cách chữa bệnh mất ngủ giúp bạn đặt lưng xuống là ngủ ngon tới sáng bằng hành tây. Một số người không muốn ngủ sớm, nhưng một số người muốn ngủ nhưng lại bị mất ngủ trong một thời gian dài. Ngay cả khi một số người đã thử nhiều phương pháp hỗ trợ giấc ngủ, nhưng chứng mất ngủ vẫn không thuyên giảm. Lời khuyên dành cho bạn là có thể thử uống một cốc nước đun với hành tây trước khi đi ngủ mỗi tối, xem có thể cải thiện nhanh tình hình của bạn hay không. Hành tây có mùi vị cay nồng và nặng, nên hầu hết mọi người đều không thực sự thích chúng. Nhưng thực tế, hành tây rất tốt cho cơ thể, bởi vì hành tây chứa một chất giúp làm dịu thần kinh và có tác dụng làm dịu tâm trạng của bạn. Nếu người mất ngủ duy trì uống một cốc nước đun với hành tây đều đặn trước khi đi ngủ, thì chứng mất ngủ có thể dần dần được loại bỏ. Không những điều trị được bệnh mất ngủ, mà hành tây còn có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, giúp cơ thể giải độc. Thưa quý cô bác anh chị các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ cần có một củ hành tây như thế này. Và bây giờ rửa sạch nhé các bác nhé, các bác hãy rửa sạch đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ bóc cái lớp vỏ ngoài của hành tây đi. Tiếp theo chúng ta sẽ cần có một cái bát như thế này và một cái thớt để chúng ta thái hành tây ra. Và bây giờ thì xin hướng dẫn thì các bác cái cách chúng ta thái hành tây, sau đó thì chúng ta sẽ chế biến để trở thành bài thuốc chữa mất ngủ rất là hiệu quả từ hành tây. Và chúng ta thái theo chiều như thế này, các bác hãy nhớ là thái như này, cũng không cần phải thái mỏng quá, chúng ta không cần phải thái quá mỏng. Mỗi một lần sử dụng vào buổi tối thì chúng ta chỉ cần một nửa củ hành tây và nó được tương ứng khoảng tầm 200g hành tây như thế này là được. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các cô bác và các anh chị một cái phương thức rất là đơn giản từ hành tây này để chế biến cho chúng ta trở thành cái bài thuốc để chữa mất ngủ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ phải cần một cái nồi và khoảng 500ml nước và chúng ta bây giờ sẽ đặt lên bếp. Sau đó thì sẽ đổ cái chỗ hành tây này vào để chúng ta đun lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đun cho nó sôi lên là được. Như vậy là nước hành tây đã sôi. Như vậy thì chúng ta bắt đầu tắt bếp. Giờ chúng ta chờ đợi nó nguội và đổ ra và sử dụng thôi. Vậy là nước đã nguội. Bây giờ thì chúng ta rót ra cốc. Và như vậy là chúng ta đã có một cốc nước hành tây như thế này. Đấy, như quý cô bác anh chị các bạn, nước hành tây không những chỉ giúp cho việc mất ngủ mà nước hành tây còn có thể giúp cho được những cái căn bệnh về tim mạch cũng như là xương khớp. Nước hành tây như vậy rất là hiệu quả trong những cái việc như là giảm stress. Nếu như quý cô bác anh chị các bạn, những ai mà bị stress hoặc là căng thẳng thì chúng ta có thể sử dụng cốc nước hành tây như thế này vào mỗi buổi tối. Nó sẽ giúp ích cho an thần của mình rất là tốt và cũng giúp cho quý cô bác anh chị các bạn sẽ bớt căng thẳng và cái việc mất ngủ của quý cô bác anh chị sẽ được cải thiện một cách rất là đáng kể nếu như quý cô bác anh chị sử dụng cốc nước như thế này vào mỗi một buổi tối trong vòng một tuần. Chắc chắn cái việc mất ngủ của quý cô bác anh chị các bạn sẽ được cải thiện và sẽ chuyện mất ngủ sẽ là cái chuyện đi vào dĩ vãng. Rất mong rằng video này có ích đến quý cô bác anh chị các bạn.
Nếu các anh chị các bạn cảm thấy video hay, ý nghĩa thì có thể chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị các bạn trong những video lần tới. Video của tôi vừa chia sẻ một cái bài thuốc rất là đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà để chữa trị bệnh mất ngủ. Hy vọng rằng nó sẽ có ích với lại các bác, các bạn, những người bị mất ngủ. Thì rất mong được nếu như quý cô bác anh chị các bạn yêu quý cũng như là cảm thấy video hay, ý nghĩa thì có thể là chia sẻ để cho nhiều người cùng biết cái phương thức, cái bài thuốc đơn giản như thế này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị các bạn trong những video lần tới.